Xin chào những bạn thích câu cá, thích khám phá và thích ăn của lạ nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm một bộ thèo lục đính mồi dành cho những bạn mới học câu cá và áp dụng cho những bạn thích câu lục mà chúng ta không có nhiều kinh phí. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp câu lục siêu tiết kiệm này. Và bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho mình 5 món sau để chúng ta thực hiện theo hướng dẫn. Đầu tiên là các bạn hãy chuẩn bị cho mình một lưỡi lục. Đây, lưỡi lục này rất là dễ kiếm mọi người nhé. Và một cái lò xo câu lăng xê, mình tin rằng là những bạn đi câu cá chúng ta ai cũng có loại này. Và một cái khóa linh, đây khóa này khóa số 4 mọi người nhé. Và một cái hạt chặn nữa. Và một đoạn cước, đây là mình sử dụng một cuộn cước bằng dù nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn luôn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ gỡ cái lưỡi lục này ra nhé. Rồi, để chúng ta sẽ tiến hành buộc cước vào cái lưỡi lục này trước, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái bước tiếp theo. Lưỡi lục này rất là sắc, mọi người hãy cẩn thận một chút nhé. Và quên là mình sẽ sử dụng cái kéo này để mình sẽ cắt cái đoạn cước này ra mọi người nhé. Đầu tiên là chúng ta hãy để đoạn cước cho nó dài thoải mái đi, giờ để chúng ta cột cho dễ đã. Đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện thao tác thắt cước vào trong cái lưỡi lục này. Mình sẽ cất gọn ở đây để chúng ta dễ nhìn một chút. Rất là vướng víu mọi người nhé. Rồi chúng ta sẽ sâu qua hai vòng để tránh những trường hợp là khi chúng ta giật nó sốc quá nó dễ bị đứt dây dù mọi người nhé. Giữa hai sợi dây nó sẽ cắt nhau đứt, chúng ta sẽ cột hai vòng. Sau đó thì các bạn hãy áp dụng cái cách cột của mình mà mình đã cột lưỡi câu mà mình đã hướng dẫn ở trên kênh của mình rồi. Chúng ta sẽ áp dụng như một cách cột như vậy. Mình sẽ vòng xuống và sau đó mình sẽ quấn vào đây. Quay lên sao tí dễ nhìn. Nói chung là các bạn cột bằng cách nào đó cũng được thôi. Mình thì mình hay sử dụng cách cột này cho nó đẹp, mình thích kiểu cột này. Rồi chúng ta sẽ giết nó sát vào đây nhá. Đây thì mình sẽ kéo sát vào đây. Đấy. Đấy, như mình đã kéo sát vào đây nhá. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt cái đoạn thừa đi. Rồi bạn nó cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ dùng bật lửa chúng ta đốt cho gọn. Sau đó thì các bạn hãy đo cái chiều dài để chúng ta sẽ lấy cái đoạn thèo đính này nhé. Chiều dài đoạn thèo đính các bạn cũng đừng nên lấy quá là dài mọi người nhé. Chúng ta sẽ làm ngắn thôi để chúng ta khi chúng ta tháo ra khỏi cái khóa linh nhé. Chúng ta thắt vào khóa linh mà, nên chúng ta làm gọn thôi. Sau quá trình đi câu rồi chúng ta cắt gọn gàng hơn. Bây giờ mình sẽ cắt một đoạn có chiều dài là 50cm mọi người nhé. Đấy, ước lượng khoảng cách đó 50cm chúng ta cắt đi. Rồi bây giờ các bạn hãy chú ý cái bước này cũng rất là quan trọng nhé. Để chúng ta sẽ tiến hành bỏ cái lò xo để chúng ta đính mồi vào mọi người nhé. Lò xo này các bạn có ai cũng có rồi. Chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt đi, lấy cái kềm các bạn cắt đi. Ở đây thì mình đã bấm sẵn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần bẻ một cái, mình sẽ bẻ một cái là nó sẽ đứt thôi. Mình đã bấm sẵn ở đây rồi. Đây, mình đã bấm sẵn ở phía bên này rồi, mình sẽ bẻ ở đây. Chúng ta tháo ra nhá. Tháo lò xo này ra. Đó. Mình lấy luôn cả hạt cơm này luôn. Rồi, bước tiếp theo nữa là các bạn hãy luồn cái hạt cơm này vào đây. Đây cái hạt này, hạt giống như ta hay có những cái hạt trang sức ấy, đeo vòng tay ấy. Bạn luồn vào đây nhá. Ôi, rơi mất một hạt rồi. Mình phải xuống lấy, nó bị rơi mất. Đấy, như vậy là
xong nó cũng quấn đủ vòng luôn. Đấy, mình đính hạt đầu tiên vào bạn nhé. Rồi mình sẽ đi lấy cái hạt thứ hai là bị lăn khá là xa. Rồi mình đã bỏ cái hạt đầu tiên xong rồi nhá, chúng ta luồn sáp vào đây một chút. Rồi. Đấy. Rồi sau đó nữa chúng ta sẽ bỏ cái lò xo chúng ta vừa bấm ra ở đây. Và đây, đây là cái lò xo chính này, chúng ta sẽ đính mồi vào đây mọi người nhá. Rồi. Tiếp theo nữa các bạn hãy làm theo cho mình nhé. Rồi. Ta sẽ bỏ vào đây tiếp. Đoạn nữa. Như vậy chúng ta cũng phải kẹp hai hạt giống như ban đầu nhá. Đấy, mình đã kẹp hai hạt vào đây rồi mọi người nhá. Rồi tiếp theo nữa các bạn hãy lấy hạt chặn của chúng ta ra. Chúng ta sẽ luồn hạt chặn vào. Giữ một phần một đây và giữ tay đẩy về. Rồi mình sẽ bỏ vào đây hai hạt chặn mọi người nhé. Mình làm ướt nó một tí nó dễ xuống. Đấy. Mình sẽ bỏ thêm một hạt nữa để tránh trường hợp một hạt mòn hoặc một hạt vẫn còn dùng được. Không là chúng ta bỏ ít hạt còn là chúng ta không làm gì được. Rồi. Bước tiếp theo các bạn hãy thắt cái khóa này vào. Cái khóa này để chúng ta sẽ kết nối với cái đoạn cước nhé. Đây được không? Đoạn khóa này là các bạn hãy làm đơn giản thôi. Đây. Khóa này để chúng ta sẽ liên kết ở đây này. Liên kết vào cái cuộn cước của thằng chúng ta, của cái cước nằm trong máy câu ấy, của chúng ta ấy. Hoặc là ở cái cước ở đầu cần câu của chúng ta sẽ liên kết vào đây. Các bạn hãy mình sẽ thắt cước vào đây nhé. Cho các bạn dễ hình dung nhé. Cái này thực tế là cái này là mình dùng để cho các bạn dễ hình dung thôi. Mình sẽ thắt vào đây. Rồi. Ở đầu này là đây là đầu khóa ở đầu máy nhé mọi người nhé. Cước máy nhé. Chúng ta sẽ tiến hành thắt cái ở đây một cái vòng để chúng ta sẽ móc cái khóa vào đó. Các bạn quấn cho mình mấy vòng đi. Quấn 3 vòng được nhé. 3 vòng là được rồi. Rồi như vậy là chúng ta có một cái đầu để chúng ta lắp khóa vào rồi nhé. Đấy, các bạn cắt đoạn này thừa đi. Rồi, chúng ta sẽ liên kết nó vào đây. Đây là cái chiếc cần câu của chúng ta. Hoặc là chiếc đoạn cước, đầu cước nhé. Đầu cước câu nhé. Sau khi chúng ta làm xong chúng ta ngoắc vào khóa vào đây. Chúng ta thòng lưỡi lục xuống nhá. Và mình sẽ tháo ra, khi lúc nào chúng ta đi câu xong chúng ta tháo, chúng ta cất đi. Đấy, cất đây. Bây giờ chúng ta sẽ học cách lắp mồi cho nó nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải kéo, mỗi lần lắp mồi chúng ta phải đưa cái đoạn hạt chặn này lên này. Đấy, mục đích của hạt chặn này chúng ta lắp vào đây để chúng ta khỏi làm sao khi chúng ta đính mồi vào thì là cái lò xo của chúng ta không di chuyển nữa và khiến làm cho mồi chúng ta nó không bị rơi ra khỏi lưỡi mọi người nhé. Và lúc đấy cá nó chỉ đến đây và bấu mồi xung quanh cái lưỡi này, chúng ta sẽ chật cá. Và bây giờ chúng ta sẽ thử đính mồi vào đây nhé. Mình sẽ đính mồi vào đây. Đấy, chúng ta phải kéo xa lên một chút không là chúng ta dễ dàng bị cái lưỡi nó đâm vào tay. Đấy, mồi ở đây mình làm một cục mồi sẵn là chúng ta thử nhé. Chúng ta sẽ đính mồi vào đây. Đấy. Bạn để sát quá là rất dễ bị đâm vào tay nhá, các bạn để ý nhá. Mà đâm vào tay lưỡi lục thì khó gỡ lắm đấy, rất là nguy hiểm. Rồi, bạn thấy chưa? Mình đã đính xong cái mồi rồi nhá. Phủi chỗ này rất là sạch một chút, rất là bẩn. Đấy, mình đã làm xong cái mồi đỉnh nhanh nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Khá là đẹp. Đấy, lúc nào câu các bạn chỉ cần chúng ta vắt một cục mồi thôi. Chúng ta ném xuống là chúng ta sẽ dụ cá đến và sau đó là phao có tín hiệu là chúng ta sẽ giật thôi. Đấy, như vậy là mình đã làm xong cái mồi đỉnh này. Mình sẽ hạ mồi xuống nhé. Đồng thời chúng ta cũng
đưa cái hạt chặn bị sắt về đây luôn, mình sẽ đẩy hạt chặn về đây luôn để chúng ta khóa mồi lại. Chúng ta đã được một cục mồi đỉnh nhá, mà mồi không di chuyển nữa nhá. Còn các bạn làm mà không có cái hạt chặn này rất dễ bị chạy mồi đi và làm dễ bị vỡ mồi. Đó, sau quá trình mà chúng ta di chuyển các cái lưỡi lục ấy xung quanh cái để đúng cái điểm câu của chúng ta rất dễ bị vỡ mồi, cho nên là mình sẽ sử dụng phương pháp hạt chặn để chúng ta khóa cái di chuyển của mồi lại. Đấy, khóa cái lò xo lại. Đấy, khá là đúng lắm mọi người. Đây, đó là phương pháp mà chúng mình sử dụng, mình cũng khá thường xuyên đi câu lục đỉnh mồi mọi người nhé. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ câu xong thì chúng ta sẽ tiến hành cho chúng ta cất lưỡi lục. Các bạn hãy để ý cái phương pháp cất lưỡi lục nhé. Chúng ta gỡ mồi ra nhé, cho nó sẽ sạch chút. Chúng ta sẽ cất cái lưỡi lục này đi, rửa sạch lưỡi và sau đó chúng ta sẽ cất lưỡi lục, cất gọn. Khi câu lưỡi lục các bạn nên nhớ là lúc nào chúng ta cũng phải cất đi nhé, không là đâm vào tay vào chân, hoặc là trẻ con nhà chúng ta là có cái tính hiếu động là đến nó nghịch đồ của bố này, còn nghịch đồ của anh của chị thì rất là nguy hiểm. Rồi đây là chúng ta sẽ luồn lưỡi vào đây chúng ta cất thôi. Lò xo các bạn nên chọn lò xo số 1 nhé. Đây là mình đang chọn lò xo cỡ số 1 rất là nhỏ. Đấy, đây là chúng ta sẽ cất lưỡi. Đây phương pháp này cất lưỡi cũng rất là dễ dàng mọi người nhé. Lò xo chúng ta lúc ấy chúng ta ưng quần như thế nào được cũng cất được thoải mái. Rồi, bạn thấy chưa, rất là dễ. Rồi, rồi như vậy là mình là đã hướng dẫn cho mọi người một cách làm lưỡi lục đỉnh mồi rất là đẹp và rất là chuẩn nha mọi người nhé. Bạn nào mới học câu thì chúng ta hãy chịu khó xem video hướng dẫn của mình cũng kiên nhẫn một chút để chúng ta học nhiều cái phương pháp mà làm những cái dụng cụ câu cá nó tốt hơn, đẹp hơn và phù hợp với những cái bộ môn chúng ta lựa chọn câu hơn. Video đến đây thì mình cũng xin phép dừng lại. Hy vọng mọi người sẽ thích và bấm một nút đăng ký để ủng hộ video mình càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt.